Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình và mình là Bún. Thì video hôm nay sẽ là một cái vlog, hay mình sẽ quay lại một cái vlog đi học của mình. Thực ra thì mình cũng khá là đắn đo khi mà nghĩ xem đây có phải là một cái daily vlog không ấy. Tại vì là một ngày đi học, một ngày của mình thì nó sẽ khá là khác nhau tùy thuộc vào cái lịch học. Và lịch học hàng ngày của mình thì nó cũng chả giống nhau luôn ấy. Vì vậy thì mỗi ngày nó mỗi khác ấy. Tuy nhiên thì hôm nay công việc cũng như học tập của mình không quá là bận. Vì vậy thì mình quyết định là quay lại một cái vlog đi học ngày hôm nay. Hôm nay mình có lịch học lúc 12 rưỡi. Đúng rồi đấy, mọi người không nghe nhầm đâu, lúc 12 rưỡi đấy. Lịch học nó khá là dở dang dang thế đúng không? Thì bây giờ là 7 giờ, mình ngủ dậy lúc 7 giờ. Đấy, sau khi thức dậy xong để có một ngày năng suất thì mình sẽ gấp chăn màn luôn. Đây cũng là một tip để cho mọi người không nằm ì trên giường nữa, và mình đã học ở trên TikTok. Mọi người thử áp dụng xem có ok không nhé. Trời, hôm nay có vẻ kiểu không mưa không nắng ấy, nhưng mà có vẻ không lạnh như mấy hôm trước. Mấy hôm trước cực kỳ lạnh luôn. Yeah, và mình rất là thích cái thời tiết như thế này luôn ấy. Dạo này thời tiết kiểu giao mùa ấy nên là rất hanh khô. Vì vậy thì mọi người nhớ uống nước nhé. Ok, bây giờ thì tôi sẽ skincare. Cái routine skincare buổi sáng của mình thì khá là đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng toner và serum thôi. Thì đầu tiên sẽ là một em toner. Tiếp đến thì là sẽ là serum. Ok, sáng nay của mình thì có những công việc như là mình sẽ phải quay video TikTok review đồ. Thì mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách follow kênh TikTok review đồ của mình ở đây nha mọi người. Đấy, thì sáng nay mình sẽ có công việc đấy thôi. Thường nếu hôm nào mà mình học lúc 3 giờ chiều thì buổi sáng hôm đấy mình sẽ đi ra ngoài quay và chụp ảnh này. Còn hôm nào mà học lúc 12 rưỡi như thế này ấy, thì mình sẽ ở nhà quay TikTok thôi. Đó, thì buổi sáng công việc mình chỉ có thế thôi. Đầu tiên, làm gì thì làm thì cũng phải lấp đầy cái bụng đói á. Nên bây giờ thì mình sẽ đi nấu ăn sáng thôi. Một gói mì tôm. Tủ lạnh có gì nào? Ok, mình sẽ nấu. Rau thì mình sẽ ăn giá đỗ. Đầu tiên thì mình sẽ rán xúc xích trước nhé. Mình vừa bỏ giá đỗ vào, bây giờ trong lúc chờ mà giá đỗ chín thì bây giờ mình sẽ đi giặt quần áo trước. Thì quần áo thì mình chỉ cần mang lên máy giặt và ấn thôi. Đấy. Và khi ăn xong thì mình sẽ lên lấy quần áo để phơi.
Ui, kêu như kiểu sông muối mọi người. Không biết là bụi hay sông muối. Ui, không biết là bụi hay sông muối thì nó kiểu mờ mịt ấy. Tôi đã nấu xong rồi, bây giờ thì cùng ăn thôi. Mình vừa ăn xong và đi rửa bát. Bây giờ là 8:38. Đấy, thì bây giờ mình sẽ make up làm tóc để quay video TikTok. Ok, thế là mình đã vừa make up và làm tóc xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ để quay TikTok thôi. Mình đang định đi thay quần áo để quay TikTok thì nhìn đồng hồ là 9:38 rồi. Thế là trước khi đi quay thì mình sẽ cắm cơm trước. 12 giờ là mình phải đến trường rồi, thì tầm 11 giờ là mình ăn cơm là vừa ấy. Ok, đã cắm cơm xong. Bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ để quay thôi. A few moments later. Hello hết mọi người ơi, mình vừa quay xong và bây giờ là 10:30 rồi. Thế nên bây giờ mình sẽ nấu cái gì đó nhanh nhanh thôi để ăn, còn tắm rửa rồi là chuẩn bị đi học. Mình không nghĩ là quay lâu như thế luôn ấy. Ok. Có ruốc này. Ruốc này thì mẹ mình làm này. Ok, hôm nay thì mình sẽ ăn cá đi. Cá sốt cá chua đi. Thực sự thì mình là một đứa không giỏi nấu ăn ấy mọi người. Gần đây thì mình mới học nấu ăn thôi. Thì buổi sáng mình không phải đi học, mình ở nhà. Còn bạn cùng phòng mình thì đi học ấy, thì buổi trưa mình sẽ nấu cơm. Buổi chiều bạn ấy ở nhà thì bạn ấy sẽ nấu cơm. Đấy. Và mình thì là một đứa không giỏi nấu ăn cho lắm. Thỉnh thoảng nó vẫn còn không được ngon. Và gần đây thì mình mới kiểu học nấu ăn, nhưng mà nói chung là nó vẫn không được ngon cho lắm ấy. Nên mình sẽ cố gắng cải thiện. Trưa nay thì mình sẽ nấu cá sốt cá chua. Cá này thì mẹ mình đã rán ở nhà cho sẵn rồi. Bây giờ thì mình chỉ việc xào cà chua lên xong rồi cho vào thôi. Trông cũng được đúng không mọi người? Trong thời gian đợi cá chín thì bây giờ mình sẽ lên sân thượng lấy quần áo xuống để phơi nhá. Cái quần áo của mình thì đã được mọi người bỏ ra rồi để mọi người giặt ấy. Bây giờ mình sẽ mang về.
Cuối cùng cũng đã xong, nhìn có vẻ ngon lắm mọi người ạ. Ok, bây giờ đã là 11:11 rồi, mà tầm 11:40 là mình phải bắt đầu đi ra xe buýt đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ăn và tắm, đi tắm luôn. Mình sẽ ăn nhanh. Mình vừa tắm xong, bây giờ là 11:30. Bây giờ thì mình sẽ make up qua qua thôi để còn đi học. Ok, đã make up xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ thay quần và đi thôi. Mình rất là thích cái áo này nên mình sẽ mặc luôn. Thì mình đến từ nhà US The Basic. Thì nếu mà bạn nào hay xem haul của mình thì cũng biết là cái hãng này mình rất là thích rồi. Và áo này thì cũng là một trong những cái áo mà mình cực kỳ ưng. Bởi vì thứ nhất là họa tiết nó kiểu châu Hàn Quốc ấy. Thứ hai là mình rất là thích màu xanh dương. Thứ ba là chất vải thì nó không bị dày quá nên là khi mặc thì khá là mát, không bị nóng. Đó. Đây. Họa tiết nó đơn giản như thế này thôi. Đi học thì bình thường mình sẽ, hôm nào mà bạn cùng phòng của mình ở nhà không phải đi làm hay đi học thì mình sẽ đi xe máy của bạn đấy. Còn hôm nào bạn ấy phải đi làm hay là đi học và dùng xe thì mình sẽ đi xe buýt, hoặc là quá vội quá rồi ấy, thì mình sẽ bắt đi để kịp giờ học. Ở ngoài thì đang rất là nắng. Ở ngoài có vẻ đang khá là nắng nên mình sẽ mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài nữa, không thì sẽ cháy ra mất. Thời tiết hôm nay khá là kiểu đẹp nhỉ. Đi mua, bởi vì là học lúc tầm giữa trưa này rất buồn ngủ nên mình sẽ đi mua cà phê sữa ở Circle K cho một ngày dài tỉnh táo. Ra. Chiều nay thì mình sẽ học ở trường về này. Nhìn thấy cũng phải đợi thang máy. Thank you.
few moments later. Bây giờ là 3:03. Và mình đã được tan học. Bây giờ là 4:05. Mình vừa về đến nhà mọi người ạ, quá là mệt. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tẩy trang rồi đi ngủ. A few moments later. Thường thì buổi tối sau khi mà ăn cơm xong rồi tắm rửa xong ấy thì có những hôm thì mình sẽ không làm gì cả, mình sẽ ngồi chơi lướt TikTok này, có hôm thì mình sẽ ngồi chỉnh video này, và gần đây thì những bài thảo luận với cả bài tập khá là nhiều, vì vậy buổi tối thì mình sẽ ngồi làm bài tập với cả ngồi chạy deadline, và tối nay thì mình sẽ ngồi làm bài tập mọi người ạ. Sau khi làm bài tập xong thì mình sẽ skincare rồi đi ngủ. Còn thì trước khi làm bài tập mình sẽ mở một cái playlist kiểu như thế này để có năng lượng làm bài tập hơn. Không hiểu sao nghe nhạc giúp mình làm bài tập năng suất hơn ý. Thì không biết mọi người có giống mình không nhỉ? Vừa làm xong bài tập thì mình đi đánh răng. Bây giờ thì mình sẽ skincare rồi lên giường ngủ thôi. Skincare xong, bây giờ thì mình sẽ tắt điện và lên giường thôi. Video hôm nay cũng khá là dài rồi, bởi vì cái vlog này quay lại một ngày của mình ấy thì nó cũng khá là nhiều hoạt động và cái thời lượng thì nó cũng dài rồi. Vì vậy thì bây giờ video sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.